coi đài Đài Bắc, Đài Loan. Đây, sân bay Đài Bắc các bạn. Bây giờ trên sân Sichuan. Đây là sân bay Đài Bắc, Đài Loan các bạn. À, vị chú trên đường về Việt Nam để giúp đỡ Candy Đặng và chuyện gì nữa. China Airlines. Vị chú vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, rất là đông. Mình đang nhắc rất là đông nha các bạn. Người Việt Kiều ở bên Mỹ về trong dịp hè này, có người về làm việc, có người về thăm gia đình, thăm thân nhân đó. Rất tiếc là những cái thành phần như là Chư Quốc Phi hay là Phiêu Đồng thì không được gọi là vô tổ quốc, không thể được trở về mà không được cho phép về đó, điều không may mắn cho những người đó. Vì luôn luôn xuyên tạc, luôn luôn chống đối và xuyên tạc, đưa ra những thông tin xuyên đạt về Việt Nam, đặc biệt là những cái sự kiện như khủng bố ở Đắk Lắk thì Chư Quốc Phi cũng như Phiêu Đồng cũng đã xuyên đạt rất là dữ dội. Nguyễn Văn Đài thì kênh Nguyễn Văn Đài thì bị đóng kênh, bị trả giá là đóng kênh luôn vĩnh viễn đó, nhưng mà NTV hay là Phiêu Đồng vẫn chưa bị đóng. Đó là câu hỏi và đặt ra rất là lớn, và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là tại sao hai kênh đó chưa bị đóng. Trời khá là nóng rồi cả nhà. Bên ngoài bây giờ thì khá là trời, hình như mới mưa xong nhưng mà khá là nóng. Giống như Việt Nam là nhiệt đới nên khá là nóng nè, mồ hôi rất là nhiều. Các bạn, xin chào các nhà, Việt Ký Chú đã trở lại Việt Nam. Hẹn gặp lại các nhà cho những clip mới nhất. Công việc có những phục vụ phỏng vấn, có làm việc, có đi khám phá những nơi mình chưa được đến đó. Mời cả nhà đón xem nha, đừng quên đón xem Việt Ký Chú. Phiêu Đồng nhớ bấm like nha, chú Huy cũng nhớ bấm like nha, share nha, chú Huy, Phiêu Đồng, ok bye nha nha. Em biết sao kì? Have you been sick? What you do when you come here? What? What plan you come here? You travel here for what? What event? For final? Yes, for the final event. For Miss Estes, right? Oh, thank you, ma'am. Okay. Hope you enjoy the show, okay? Thank you. Nice to see you again. See ya, Miss World 2020. Miss World. Here, Poland. See Poland. Yeah. She's a Vietnamese, huh? That's Miss Vietnam, but she come here for a show. Yeah. I saw her in Ukraine, when Ukraine, Poland. Ukraine when the war after this. Alright, then gặp Miss BSK, cô này là Miss World các bạn. Năm 2020. Sau đó 9:30 chúng ta sẽ live stream hai cái tiara
cho hai á hậu tại khách sạn Damo nha. Hello em à, em có thể cho biết sự kiện gì diễn ra không? Tại vì anh ở bên Cali, anh có gặp cô này ở bên Miss ở Ba Lan. Dạ. Anh rồi gặp cô quen rồi. Dạ, anh là fan sắc đẹp hả? Không, anh làm truyền thông ở bên Cali thôi, nhưng dạ. mà anh dạ, đi. Hiện nay là Việt Nam đang tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam, là Miss World Việt Nam. Miss World Việt Nam dạ, hả? Miss World Việt Nam ở Quy Nhơn. Tối nay chung kết. Tối 22 chung kết. Đó là, hôm nay mình đón cổ ra đó để ngày mai rehearsal. Rồi rehearsal. Sau đó 22 chung kết. Có cho phóng viên tới không? Dạ có anh. Có cho tới hả? Anh có thể tới. Có cầm vé không? Vé vô chương trình thì có. Vé một cái nhưng phóng viên tới cái ghi hình là dạ, đâu cầm vé dạ, vô đúng không? Dạ. Cho anh số điện thoại em đi. Dạ. Số điện thoại. Hello em, cho anh hỏi em là thí sinh thi Hoa hậu Miss Việt Nam hả? Dạ. Em không phải thí sinh của Hoa hậu Miss Miss World Việt Nam không? Dạ, em là thí sinh đó anh. Em tên gì? Dạ em không có đi thi nữa tại em rớt rồi. Xin chị buồn em nhưng mà em rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Có rớt một cái sao mà. Bây giờ hai cô bên kia vô không? Các bạn ơi vô chụp cho một tấm luôn nha. Vô đi mấy em. Thân của mình ở xa xứ ở nước ngoài trở về họ cũng không chờ các bạn. Đây đang bay tầng thứ nhất những ngày cuối tháng 7. Đây chuyến bay đã đến nha các cảm giác mà gặp người thân của mình cũng rất là bồi hồi các bạn.